Xin chào các bạn nha Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Nick Mobile nhé Ở trong video ngày nay Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà cài máy pin Cho cái ứng dụng Roblox Để mà các bạn có thể là bảo vệ Cái tài khoản của các bạn nhé Thì uh, để mà cài được máy pin cho Roblox Thì việc đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cho mình Ở ngoài này là trang chủ nhé Rồi tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm ở đây Ở bên dưới màn hình bấm vào dấu ba chấm Rồi các bạn kéo xuống Kiếm cho mình đến cái mục đó chính là setting Các bạn bấm vào setting ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái chữ parental control. Các bạn nhấp vào. Rồi, nó ra cái giao diện này thì các bạn thấy cái phần uh, mã pin ở đây, này, cái phần parent pin ít thì các bạn sẽ bật nó lên nhé sẽ bật nó lên. Đó, thì hiện tại là cái tài khoản này của mình chưa có add mai vào. Nếu như mà trường hợp mà tài khoản của các bạn nào add mai rồi thì các bạn có thể là bỏ qua bước này nhé. Còn nếu mà chưa add mai thì À, bắt buộc là phải add my vào thì mình sẽ bấm vào add my. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái địa chỉ email my của các bạn nó đang sử dụng nhé. Cái địa chỉ email mà các bạn đang đang sử dụng đấy. Rồi thì mình uh, sử dụng cái tài khoản email là Lưu Manh Huy. Manh Huy 121 e còng gmail.com rồi thì ở đây mình lưu ý với các bạn nhé các bạn đang sử dụng cái địa chỉ email là gì thì các bạn nhập vào các bạn không nhập địa chỉ email giống trong video nhé bởi vì cái địa chỉ email này là của mình sau khi mà mình nhập đúng cái địa chỉ email của mình rồi thì mình sẽ bấm vào phần add my add my bấm lại vào add my này rồi thì ok bây giờ là nó sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn đến cái email bây giờ mình chỉ cần bấm vào chữ ferry thôi ở đây mình bấm vào ok này sau đó thì mình bấm vào nút Home mà thoát ra ngoài rồi ở đây mình sẽ vào lại trong cái ứng dụng gmail đây ứng dụng gmail đây vào cái địa chỉ email mà mình vừa mới nhập vào ở trong google blog ấy đây thì ngay cái dòng đầu đây 15 giờ 49 nhá đây 15 giờ 50 này đó thì uh, cái Roblox người ta gửi cho mình một cái tin nhắn ở cái phần uh, email chính này mình bấm vào này các bạn có thể là chọn vào tất cả hộp thư đấy này hoặc là bấm vào chính cũng được đó thì nó sẽ xuất hiện lên cái địa chỉ email của Roblox gửi về mình bấm vào rồi thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống phía bên dưới nhé các bạn bấm vào very my à very Free my này để xác nhận rồi các bạn bấm vào bấm vào very my rồi thì uh, các bạn chỉ cần uh, nó hiện lên như thế này là chúng ta đã etma thành công rồi thì bây giờ các bạn bấm vào nút home để thoát ra ngoài các bạn lại vào lại trong ứng dụng Roblox nha rồi ở đây thì uh, mình sẽ tiến hành đó chính là thoát uh, tất cả hết ra uh, đi thoát hết tất cả ra bây giờ thì mình lại vào lại trong ứng dụng Roblox này rồi thì ở đây mình sẽ lại vào bấm lại vào dấu ba chấm này thì hiện tại là cái tài khoản này của mình đã etma rồi nhá mình bấm vào dấu ba chấm rồi, mình sẽ chọn vào, kéo xuống, chọn đến cái phần là Setting Rồi, các bạn chọn vào cái phần uh, Parental này Con Control các bạn nhấp lại vào Rồi Bây giờ nó đang tả nhé Rồi, thì sau khi mà các bạn kéo xuống phía bên dưới này Thì các bạn thấy cái phần uh, Parental Pin này, ít này Thì các bạn sẽ bật nó lên nhé Rồi, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành Đó chính là nhập cái máy pin cho cái tài khoản của các bạn thì cái máy pin các bạn thích nhập cái gì thì nhập nhé ở đây là nó cho chúng ta nhập bốn số này thì mình sẽ chọn là một hai ba sáu các bạn chọn cái số nào cho nó dễ nhớ thì các bạn chọn nhé ở bên trên này là nhập mật khẩu bên dưới này là nhập lại mật khẩu nhá thì mình lại nhập lại mật khẩu này một hai ba sáu rồi mình sẽ bấm vào phần add để tiến hành add cái máy máy pin cho cái tài khoản này mình bấm vào add này rồi, thì bây giờ người ta bắt mình đó chính là phải nhập cái mật khẩu của cái tài khoản Roblox này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu luôn rồi nhé. Rồi, thì sau khi mà mình nhập xong mật khẩu rồi, thì mình sẽ bấm vào chữ Ver Verify, mình sẽ bấm vào. Rồi, thì nó hiện lên như thế này là các bạn đã bật mã pin thành công rồi. Ở đây các bạn bấm vào OK này, đó. Rồi, thì đây, các bạn thấy cái phần uh, map pin của mình đây thì đã được bật lên nhé. Vậy là mình đã bật được map pin và bảo mật được cho tài khoản thành công. Bây giờ mình thoát ra này, mình vào lại Roblox. Rồi, thì ở đây mình sẽ bấm vào dấu ba chấm. Chọn vào cái phần setting này. Mình sẽ bấm vào phần add info nhé. Đó, thì uh, bây giờ cái password này của mình này, nó đã được khóa lại đó có nghĩa là bây giờ ai mà muốn thay đổi email hay là đổi pass ấy thì sẽ phải nhập cái mã pin này vào thì mới có thể làm uh, tiến hành đổi được mật khẩu đó thì các bạn sẽ bảo được bảo vệ được cái tài khoản Roblox của bạn một cách tốt hơn một cách tốt nhất đấy rồi thì trong video này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà cài mã pin cho cái ứng dụng Roblox này để mà các bạn có thể là bảo mật tài khoản tốt hơn các bạn thích video của mình đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận trong bên dưới để cho youtube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo